Alo. Chúng tôi xin thông báo và các giáo dân có xe chờ sẵn ở đường Hùng Vương. Quý vị muốn tiện đưa cha cố, xin mời ra đường vui để có xe đưa đi. Xin quý chào tất cả tôi ra đi. Tôi ra đi, đi về nhà cha dấu yêu. Một lần cuối xin giã từ, một lần cuối xin vĩnh biệt bao người tôi dấu. Vì à, vừa rồi quý vị thấy một những khung cảnh rất là xúc động diễn cha. Theo ý nguyện của cha thì ngài sẽ về lò hỏa thiêu ở Long Thành, sau đó cho cốt của ngài sẽ được đưa về Huế để an nghỉ ở Huế. Quý vị ạ, theo nguyện vọng của ngài, bây giờ thì các giáo dân đang ra xe để đi về nơi nhà hạ táng ở Long Thành, quý vị ạ. Alo, chúng tôi xin nhắc lại, do đường Hùng Vương không thể đón khách được nên quý các thân nhân bà con và quý giáo dân, chúng ta đưa tiễn cha cố đi tới chỗ hòa thiêu. Xin đến tiếng sân tòa giám mục sẽ có các xe có số giáo sứ Xuân Thạnh. Xin kính mời quý bà con và quý giáo dân cùng đoàn chúng ta quá bộ đi đến sân tòa giám mục. Vì nay tôi hết của sống dương gian.
công